Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 200.000 tốc cần MCF. Thì chương trình này góp này chỉ cần đâm cho 1.000 người may mắn nha các bạn. Thì tốc cần MCF này hình như là list sàn MC với các bạn. Mình cũng chưa có lên đó mình check nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần list sẽ bằng link mô tả dưới video mình. Các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter nè. Bạn bấm vào kết nối Twitter được không? Rồi các bạn ứng dụng quy quyền các bạn. Rồi. Sau đó thì các bạn follow nè. Trên Twitter đó bạn theo dõi nha bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm vào Verify. Ok, đã nhận được 25 điểm. Tiếp tục retweet bài viết của nó nè. Các bạn bấm vào một retweet nè. Rồi các bạn thích nè. Các bạn test lại nè. Rồi các bạn bấm đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một verify. Rồi sau đó các bạn follow minimum nữa nè các bạn. Hy vọng là được. Chế minimum nữa thì các bạn follow người ta các bạn. Rồi các bạn bắt up lên. Follow. Rồi sau khi bạn follow xong thì bạn bắt up lên các bạn. Nó tự động cộng điểm mình luôn các bạn. Rồi tiếp tục join cái Telegram đó nè. Trên kênh Telegram đó bạn join xào các bạn. Sau đó bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục join tiếp kênh channel đó nè. Trên kênh channel nó bạn join chào luôn các bạn. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Rồi tiếp tục watch it join nè. Submit Ethereum. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ với TH NC20.9 collect của mình nha các bạn. Sao con này nó kêu mình khai báo hai địa chỉ với ta, một địa chỉ với Son và một địa chỉ với ETH. Mình cũng không hiểu luôn, thì cứ làm theo nó luôn các bạn. Rồi bạn bấm vào submit. Tiếp tục watch cho Solana. Rồi các bạn điền địa chỉ với Solnet nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với Solana các bạn. Thì các bạn nhấp vào địa chỉ với Son của tôi các bạn nè. Solnet.io nè các bạn. Này nữa nó phân phối sao ta. Đùm đùm lóc vào các bạn. Rồi các bạn nhấp vào địa chỉ với Son mình nha bạn, bấm vào reset nè. Các bạn copy địa chỉ với Sonlet mình nè. Rồi các bạn trở về đây. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi bạn bấm submit nha bạn. Sau đó có một interrep này thì các bạn việc lấy ghép mà chia sẻ cho ông bà những thằng để kiếm thêm điểm để có cơ hội chiến thắng nhiều hơn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.